Ngày 29 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Minh Tân, cựu Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM cùng đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Trong thời gian chuẩn bị xét xử, bị cáo Quốc Duy Vĩnh Long, cựu trưởng phòng quản lý công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Vì thế, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và chưa ấn định ngày mở lại. Theo cáo trạng, Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ TP.HCM là tổ chức tài chính hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của TP.HCM. Hội đồng quản lý quỹ này do ông Phan Minh Tân làm chủ tịch. Tháng 8 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ là giám đốc công ty đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng. Có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền 5,1 tỷ đồng để thực hiện dự án 1. Tuy nhiên, công ty này vẫn không hoàn thành dự án, không hoàn trả kinh phí lại quỹ, gây thiệt hại hơn 3,1 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2009, Vũ có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM đề nghị vay 10 tỷ đồng để thực hiện dự án 2. Năm 2010, ông Tân ký văn bản kết luận dự án đạt yêu cầu, đồng ý cho vay. Sau khi nhận tiền giải ngân, Vũ xuất cảnh đi nước ngoài ngày 13 tháng 5 năm 2011. Tổng thiệt hại hai dự án là hơn 22,6 tỷ đồng.